Dạ, xe máy Kim Đồng, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Xin trân trọng kính chào quý cô chú anh chị. Chiều hôm nay là ngày 11 tây tháng 10, 2024. Kim Đồng xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị một số dòng xe Kim Đồng mới lấy về. Địa chỉ số 1 đường 35, khu phố 7, thị trấn Củ Chi. Ngay góc đó là 157 tỉnh lộ 8, đường này là đường số 35. Bên này là khu phố 3, bên này là khu phố 7. Đường này là ranh giới của hai khu phố 3 và khu phố 7. Miếng đất dài 22m, hai mặt tiền này sắp tới sẽ có một ngân hàng mọc lên. Kim Đồng bán giá xe niêm yết trên biển số xe. Chiếc nào cũng có giá niêm yết trên bảng số. Kim Đồng lựa chọn là bán hàng niêm yết cho cô chú dễ mua, dễ bán. Không đành gì giá xe thì khỏi mất công ha cô chú anh chị ha, khỏi bị sợ sớ giá, cho cô chú dễ mua bán. Kim Đồng có trao đổi xe và trả góp, có mua xe cũ các loại, xe cũ, xe cổ ngày xưa, xe gì cũng mua hết nha cô chú anh chị, giấy tờ đầy đủ nha. Kim Đồng quay lướt qua xong rồi sẽ quay trở lại báo giá cho cô chú anh chị, để cô chú anh chị để ý chiếc nào cô chú anh chị thích thì có gì alo Kim Đồng 0908 392 702. Số này là số Zalo của Kim Đồng từ xưa giờ hai mươi mấy năm rồi đó. Kim Đồng đăng ký số điện thoại này là hai mươi mấy năm, cứ bấm vô Zalo tra cái số điện thoại này là sẽ thấy xe máy Kim Đồng Củ Chi. Kim Đồng bán xe ở Củ Chi hai mươi mấy năm, ở ngay kế bên ủy ban thị trấn Củ Chi, ngay chỗ cái xe du lịch màu trắng nó quẹo trái là chừng 7-8 căn nhà là tới ủy ban dân thị trấn Củ Chi, tỉnh lộ 8. Còn quẹo phải ra cầu vượt Củ Chi khoảng cây số thôi nha cô chú anh chị. Ở bên đối diện bên đường là có cái đường Nguyễn Nhân Ni. Đường Nguyễn Nhân Ni có công ty may mặc Quảng Việt. Mình ở đây là trung tâm thị trấn Củ Chi. Có trao đổi xe của chú anh chị, thấy xe nào mới có gì ở nhà mình thấy chiếc nào mà còn cũ đi lâu rồi cái chán á, mình chạy lên Kim Đồng ha. Có gì alo Kim Đồng, Kim Đồng sẽ nhờ thằng em ra bến xe rước hoặc là cầu vượt Củ Chi rước. Từ ở An Sương lên tới cầu vượt Củ Chi khoảng mười mấy cây thôi, đi thẳng một đường một rất là dễ đi, ai không rành đường thì cũng vẫn biết đường đi. Đi tới cầu vượt Củ Chi alo Kim Đồng, Kim Đồng ra rước ha. Ở Trảng Bàng thì cầu vượt Củ Chi thì đi lên tới Trảng Bàng thì khoảng cũng mười mấy cây thôi, khoảng chừng 10 cây 11 cây. Còn ở đây thì mình qua Bình Dương thì khoảng 17 18 cây. Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương, mình ở đây là giáp với ba tỉnh. Tỉnh Long An thì hôm nay mình qua Long An Đức Hòa thì chỉ có 6 7 cây thôi. Giáp với Long An, Tây Ninh, Bình Dương. Tại vì cầu vượt Củ Chi là ngã năm, nó là trung tâm Củ Chi, từ cầu vượt vô tới mình có một cây số thôi. Có gì cô chú anh chị cứ alo Kim Đồng ha. Bây giờ quay lướt qua cô chú anh chị để ý ha, thích chiếc nào chút xíu là Kim Đồng sẽ quay lại báo giá. Mấy bữa nay Kim Đồng về xe mới cũng được một mớ, cũng chưa kịp quay cũng đã bán cho cô chú anh chị. Kim Đồng có máy quẹt thẻ. Cái máy quẹt thẻ có thẻ tín dụng, thẻ Visa, thẻ ATM, thẻ gì cũng quẹt được hết nha. Quẹt cái mình lấy về liền. Scooby màu viết chì, màu xám viết chì, màu này màu đặc biệt, phiên bản đặc biệt. Màu này ít có lắm, ít có xe lắm, màu nó nhu. Nhiều người kiếm màu này rất là bình dân. Lít 2019, Scooby 2023, SH 2022, lên full ý, mâm đồ này kia, thắng ABS 150. Này là 150 ABS, xe đi có mấy ngàn cây lướt. Này SH mod thắng ABS bản cao cấp.
Sonic Ad nè, rồi SH Mod 2015, ALED 150, AB 150, ABLED là 150, Vespa, cầm mền, mua 4 năm mà đi có 900 cây số, không thể tin được luôn. Xe như cái thùng. Vision mới cá tính 2022, bánh cao, bản đặc biệt. Future Map 2017, Sirius 2024, Sirius mới lướt, Sirius 21, đời 2021, Sirius đời 2019, Vision 2021-2022, chính chủ hết, Liberty 2016, Louis 2015, hai chiếc khách 2015 phun xăng. Phun xăng là đời 2015 trở lên mới có phun xăng. Future X bình xăng con giá chỉ có 13.900.000, trời ơi rẻ khủng khiếp luôn. Sirius 2016, Sirius 2017, RSX 2015-2016, Future 1 2003-2004, Kimco 50 học sinh đi học, RSX đã 2012 7.500.000, chiếc Charlie 80 màu cam, này là bóp nát quả cam, bô này hồi xưa mình nhớ bán cũng thời năm 2000 mấy, bán xe mi cái bô này, ở đây bô Charlie là 81, hồi xưa bán đồ cổ mình nhớ về 80 về riêng. Số máy chắc hai mấy, số máy CF50E, ký tự Charlie. Bây giờ thời xưa, bây giờ mấy người bán xe cũ ngày xưa, mấy người lớn tuổi, lão tướng kia giờ chắc cũng nghỉ bớt, cũng còn một mới. Bây giờ lớp trẻ ra nhiều lắm. Charlie chỉ có đồng hồ green hết. Ghi đông này là người ta thay, là cầm thay rồi. Có cái rổ thấp, Charlie 50, học sinh đi học ha. Số Bình Dương 6.600.000 là còn 6.500.000. Cái Future Cup 2001, này giấy củ chi chính chủ 20.800.000, bô đùm câm niền rồi tất cả riêng hết, từ dạng áo 2000, đời 2000-2001, bô theo xe, bô riêng chứ không phải theo xe, tại cái bô này nó hơi mục á. Mình chia lại thằng em cái bô gắn vô cho đúng cái bô Honda NF Goshi, bô rim theo xe của xe khác chứ không phải cũng là Future, cái dàn lốc bạc này mình không có thời gian rửa, nhưng mà rửa mấy này lên là mới giữ dần nữa là đã vậy, thấy lòng lốc bạc hết hồn. Máy thì ok, máy rất đã, câm niệm phục độ rất ok ha, đẹp, cái dàn lốc bạc máy đồ rim hết, một chủ bao công chứng ha, dàn bọc sên là ok hết, lốc bạc đẹp ớ, còn dơ bụi luôn, yên luôn, ở phòng xăng rồi, cái phòng xăng riêng hết. Future 2001 này, 2001 là 2009, gửi là 100 cho cô chú dễ mua, ví dụ giờ ghi 22 triệu đi, bớt 2 triệu thì còn 20 21, nhưng mà giờ ghi 20.900.000 thì bớt, gửi lại 100 lấy lọc thôi cho dễ mua bán ha, là 20.800.000 cho cô chú dễ mua bán. Máy ác lắm, máy rất là ok, máy xe này cô chú lớn tuổi đi rất là bền. Charlie 6.500.000, RSX 2012, xe này chính chủ đổi xe với mình luôn, còn vẹt xe thôi, ít tiền khỏi cần công chứng chi mất công ha, này chỉ có 7.500.000 thôi. Alex đầu bò phun xăng FI, đời 2012, máy im, chìa khóa bự, giấy tờ hợp lệ 9.900.000 là còn 9.800.000. Thiện Long cũng liền lạc, lốc này hình như có sơn lại rồi, mình mua y vậy luôn. Máy im ha, kiểm tra nhớt, gắn kiến đầy đủ cho cô chú. Cái RSX này chỉ có 10.500.000, Future thì 10.900.000,
chờ này dàn chân cũng riêng hết. Ê, xin lỗi, 11.500, 11.600 là còn 11.500. Quên. Chờ này giấy tờ hợp lệ, cái Kimco là có 8 triệu thôi. Kimco 50 này mấy học sinh đi học rất là bền. Máy quay ha, máy này máy quay không có quanh tay gì hết. Nam nữ gì dạy cũng được hết. Khỏi cần bằng lái. Xe mới 20 mấy triệu, giờ bán có 8 triệu thôi. Cái mica bản số nó hơi vàng, ngày mai mình thay cái mica mới cho cô chú anh chị nha. Giấy củ chi luôn. Cái xe Future X hắn đùm này của ông anh đổi xe với mình. Giấy tờ hợp lệ. Anh cũng mua lại đâu ở dưới Hóc Môn. Cũng thời gian trước rồi. Dàn lóc cũng riêng, giá chỉ có 13.9 thôi cô chú anh chị. Xe này máy nó hơi re bê tông nhẹ ha. Máy cũng còn chạy ngon lành, nhưng mà báo là máy hơi kêu bê tông nhẹ. Nói về thì mình thích thì mình làm. Làm bê tông bạc, không có nhiều tiền hết. Thợ thầy làm chỉ vài trăm thôi. Dàn áo thì cũng còn cứng, không bị bể gì hết. Có nứt miếng xíu ngay chỗ cái con ốc đó thôi. 13.900, 14 triệu ha. Bản số 19 là ở đâu? Để coi, 19 là mình nhớ ở đâu, Hà Nội ngoài. Hà Tây, Hà Nội. 13.900 mình mua lại cũng giấy tờ hợp lệ bao tranh chấp cho cô chú anh chị ha. 13.900 bình xăng con, bình thắng đùm. Sirius này bản số Quảng Ngãi, chính chủ bạn này ở đây gần đây đổi xe với mình. 2016, máy im, bình đầy đầy đủ. 9.3 là còn 9.2. Chính chủ luôn á. Quảng Ngãi ha, 76 Quảng Ngãi, 75 Quế. 73 Quảng Bình, 74, 74 Quảng 74 Quảng Bình, 73 Quảng Trị. 72 Vũng Tàu, 71 Bến Tre, 70 Tây Ninh, 69 Cà Mau ha. Đọc số từ số thứ tự hết tất cả các tỉnh. Sirius 2017 này thiếu bộ tem mà máy im bình đầy đầy đủ. Chỉ có 8 triệu thôi, là 2017 ha cô chú anh chị. Rồi, chiếc Future 2017 bánh mâm. Xe đẹp, máy im chính chủ. Cái này mình cũng quên kiểm tra rồi, không biết rớt đầu vô tối qua mình tới đường. Nhưng mà đùm lóc này kia, riêng hết. Bánh mâm riêng, này 2017, 17 triệu 6, nó còn 17 triệu 500. Phuộc thì giờ thêm hai ống inox. Phuộc của nó luôn á, người ta thêm cái ống inox nên nó chống bụi, nó đỡ lâu hư xe. Nhiều người không rành nói là phuộc lai, thay phuộc. Xe bị thay phuộc, không phải, đây không có rành. Người ta vô thêm cái phuộc inox 17 triệu 500. Sirius mới 2024, xe này mới lướt. Chị này cũng kẹt tiền. Chỉ độc thân, chỉ lớn tuổi, bốn mấy 50. Xe như xe mới vậy đó. Cầm chiếu chiếu bảy màu. Xe mua mới 25 triệu, chỉ mới mua bên Yamaha sang trọng Củ Chi. Chị bán lại cho mình. 17 triệu 9 là còn 17 triệu 800 ha. Xe này mới chát luôn. Cái này chỉ có nói lấy tiền mà mình đưa thôi, hoặc là đổi xe. Vì 4.900 cây. 4.900 cây ha. Xe câm liền ốc rồi ha. Ốc tán là mở ken sợi ăn. Chứ không phải 4.000-5.000 cây mà ốc đồ xét hết. Cái đó là không đúng sự thật nha cô chú anh chị. Đây 17.800. Sirius 13.500. Bánh mâm đời 2021 13.500. Giấy củ chi chính chủ qua công chứng. Xe đẹp máy im. Sirius này 2019 giấy đồng Pháp cũng như em gái này đổi xe mới nè. Mới đổi cho mình, mới bán cho mình hôm kia. Đó, 10 triệu là còn 9 triệu 9, máy im, bình đầy đầy đủ nha. Em nó không có về quê làm độc thân được, chỉ cho ký tên lần tay này kia, với lại photo căn cước này kia, đầy đủ hết ha. Cho ký tên chữ ký rồi đầy đủ hết. Em thêm bóng đèn LED nè, có 9 triệu 9 nè, này rất là ok, bánh mâm rồi luôn. Cái Vision, Vision xanh 2021-22, 68 Kiên Giang chính chủ. Xe này Liberty S. Này là thắng IBS luôn nha. Này là thắng IBS. Thắng IBS. Chỉ có 14 triệu mấy thôi. Này quay mặt trước hai chiếc Louis S phun xăng FE. Phun xăng FE đi máy nó nhạy hơn cái bình xăng con. Bình xăng con sáng như khi đề nó chậm nổ lắm, nhưng mà phun xăng FE đề là nổ dễ, nhẹ nổ lắm. Cái này chính chủ em gái hai vợ chồng nữ bán cho mình luôn. Bữa nay
nhà ở Tân Thông Hội Củ Chi, đang đi làm công ty ở Tân Thông, quê ở Kiên Giang. Remote hai chìa đầy đủ hết ha. Xe này đi hình như 10 mấy ngàn. Đó, hơn 10 ngàn. Còn riêng hết nguyên bản 23 triệu 9 là còn 23 triệu 800 ha. 23 triệu 800 có trao đổi xe, có trả góp, vỏ đâu còn theo xe hết. Cái này 14 triệu 9 là còn 14 triệu 8. 10 triệu rưỡi, 10 triệu 6 là còn 10 triệu rưỡi. Này là 9 triệu 9 là còn 9 triệu 8. Phun xăng FI hai chiếc hết, chiếc Bình Dương, chiếc Củ Chi, chiếc này là chính chủ. Đây, cái xe Vespa cọp 2020, đăng ký hình như tháng 3 2020 mà trùm mền, xe đúng là xe trùm mền. Nay 4 năm không có đi. Dán keo nguyên một chiếc luôn. Mới lột ra, lột keo ra rồi. Mission bánh lớn, bạn cá tính, bánh mắm 5 cây. Bánh mắm có 5 cây thôi. Ốc rồi dấu, ốc đầu chưa có dấu mở, màu đen nhám, phiên bản đặc biệt. Màu đi nó nhu, kiến đầy đủ hết ha. Thằng ABS 900 cây. Mới. Phụt đồ này kia. Tất cả này ha, mới keng xà beng luôn. Vỏ. Vỏ còn vậy cui luôn. Vỏ theo xe hai cái luôn. Xe đèn led mà chrome tất cả. Xe Vespa mới hiện nay cả 100 triệu lên nha cô chú anh chị. Mình mua cái này, nếu mà người biết mua đi kiếm xe mới mà đừng mua xe mới, mua xe này ha, mua liền khỏi cần chần chờ gì hết, mua tặng bạn gái hoặc là cho vợ bà xã mình nha, hoặc cho người thân yêu của mình. Xe là mở cái thùng ra rồi mới keng xà beng, mở cái thùng yên lên Vespa Berin and Dung, đẳng cấp, phong độ là nhất thời nhưng mà đẳng cấp là mãi mãi. Chỉ có 58 triệu 500 ngàn. Đây mình quay ALS 150. ALS 150 bán như là 125 luôn, chỉ 3 mấy triệu. 125 để 2022 vẫn bán 30 mấy triệu, bây giờ 150 cũng 3 mấy triệu, mà thêm được có cái là hắn ABS bản cao cấp, ABS đèn mới ton, sơn đường nguyên của nó hết, riêng hết, không có dấu trầy luôn. Xe SHMO này cũng riêng hết. Xe SHMO đẹp ghê, dàn ốc đĩa nó còn đẹp, rất là đẹp. Phục nó cũng không dấu trầy. Xe SHMO cũng rất là đẹp. Phục chưa có nổ luôn, phục hai cái phục chưa nổ, đây phục mới thiệt. SHMO. Máy xe thường thường, chìa khóa thì hai chìa. 2015, 2015. Từ công tắc này kia, đèn nó đèn công tắc này. Còn nguyên hết, chưa có gỡ hết, kiến hai cây. Yên là áo màu nó nhìn rất là đẹp, lóc mái nè, còn bóng ngáo. 33 triệu 5 là còn 33 triệu 4. Nếu mà xe mà mấy cái dàn phuộc trước mà nó nổ sơn lóc này kia tất cả là mấy xe đó nó đi nhiều lắm rồi. Xe đó mình có thể bán chừng 29-30 vẫn được, nhưng mà không đáng, mình nên mua chiếc xe cứng cứng vậy đi. Máy móc là còn nguyên hết, độ cũng còn rất là còn cứng. Với chiếc ALS 150 này 37 triệu 900 là mỏng. 150 thắng ABS nha cô chú anh chị. Này ALS 150 cốp rất là rộng để đồ thoải mái, thắng ABS rất là an toàn. Giấy Củ Chi chính chủ, bao công chứng liền, 15 phút là xong tại phòng công chứng Củ Chi. Ở đây mình ra chỗ phòng chứng có mấy trăm mét thôi ha. Thứ bảy có làm buổi sáng công chứng từ 7:30 tới 11:30, còn góp thì ngày nào ngân hàng cũng góp hết, từ 7-8 giờ sáng tới 8 giờ tối. Thứ bảy chủ nhật thì ngân hàng vẫn làm việc bình thường. Này nó sang tên thì đổi biển số, tem sọc đỏ, cách ba đẳng cấp thiệt chứ, đã thì. Này có bộ nhí 18 tuổi là mình mua tặng, mình khỏi bán nha, mình tặng luôn, đã ghê không? Nói chơi cho vui nha cô chú anh chị nha. Tem sọc đỏ mới lắm, xe đã lắm. Hắn ABS, chữ ABS carbon, tem carbon tất cả, có tem logo carbon là tem carbon. Mở yên là bấm bằng cái nút này, nó mở chìa khóa lên, bấm cái nút này mở yên.
Đó, ấm tắt. Chìa khóa hai chìa. Sổ bảo hành. Mất. Cáo cạnh. Đút cái thùng lên. Đó. Mất tên luôn. Mất cáo luôn. Mua mới trùm mền về mua giùm cho người ta. 930 cây số. Total 930. Đặt thôi thiệt. Này mà mình, nếu mà vợ mình cao cao mình cho vợ mình đi rồi vợ mình lùng quá. Thấy cái xe đã gì đâu. Đỡ. Đỡ gần nửa tiền, nó có 50 mấy triệu thôi. Mua mấy xe cũ mà 5 60 triệu mà trúng mấy xe mày ấy về cũng buồn lắm chứ. Mà xe này thì quá yên tâm rồi, quá yên tâm rồi chú anh chị nha. Rất là yên tâm mua mấy xe này. Quá đã. Mình lấy xe nào cũ cũ nha, lên đợt Kim Đồng đổi nha. Chị gì đó ơi, tranh thủ nha. Và kêu xã lên đổi liền nha, hoặc là ở nhà đi, điện cho mình kêu nhờ ông anh xe chạy xuống cho Sài Gòn ở đâu 200 ngàn cho ông. Tự cũng đón xe buýt cũng về chạy tới nhà luôn nha. Vision 2022 327 là 326 bản cá tính bánh mâm ha, xe còn mới ton. Xe này đi hình như cũng 90 ngàn. Lít Scott B SH Lít 125 màu đen, ổ khóa thông minh smart key. Giấy củ chi chính chủ, bao công chứng ủy quyền hoặc là sang tên thì thêm phí rút gốc thì thêm 600 nha cô chú anh chị. Giấy tờ đây là kim đầu đâu đó rõ ràng, công chứng rõ ràng hợp lệ. Ổ khóa thông minh xe máy cày đời 2019. Xe còn rất là cứng, còn dán keo đó nè, nó còn đầy lớp keo ra. Bóc bóc ra, keo còn dán keo trùm hết, cốp rất là rộng. Đỡ được gần nửa tiền, xe mới giờ cũng 50 50 mấy triệu mà mua có 26 triệu 500. Mà xe rất là riêng, màu này là màu xanh đen. Đen xanh đen ta. Dán keo trùm hết luôn. Mới ton, lốc máy còn mới. Scorpion. Scorpion đi có 7.000 cây số. Số 62 Long An chính chủ. 62 hay giờ 59 thì cũng vậy thôi. Giống na ná nhau hết. Rút gốc sang tên thì rút gốc thì chỉ có 1 triệu thôi. Sang tên về Củ Chi thành phố thì khoảng 2 triệu mấy. 3 triệu đổ lại. Xe màu xám viết chì. Tem. Xe mới cáo, không có lỗi lầm, 31 triệu 500 ngàn, hoặc là ủy quyền 20 năm, chính chủ được 20 năm, ra công chứng là hợp pháp, kèm giấy ủy quyền đi là hợp lệ, không có sợ công an phạt chính chủ, anh này kia khắc ngọ này kia. Ví dụ sau này mình có bán cho ai mà cầm giấy ủy quyền ra, mình ký giấy sang tên như người ta, bình thường, y như mà đứng tên cà vẹt xe vậy đó. Nếu mà đứng tên cà vẹt xe thì đứng chính chủ trọn đời 100 năm, và ủy quyền chính chủ thì được 20 năm, mà mình thấy xe cũ không ai chạy tới 20 năm hết. Ít có. Xe này đã lắm. Cuspi nhập Indo MH, số sườn MH xe nhập. Đây xe này lên form ý 150 thắng ABS bản cao cấp đi 8.000 cây số. Bánh mâm phuộc đồ này kia. Phuộc là phuộc rin chưa có nổ. Đăng ký 2022. Lên full ý luôn. Này đắt chắc 2021 đăng ký 22 quá, hai chìa khóa đầy đủ treo lủng lẳng. Đó, đi 8.000 cây xe trùm mền. Mấy xe này SH này đâu có ai mà lấy xe chạy thường xuyên đâu mà cũ được. Chân phuộc còn 7 màu luôn. 79 triệu 500. Rút gốc 600 ha, còn mấy ký ủy quyền. Mới Casper lên bánh mâm SH ý luôn. Dàn áo với mâm nhìn y chang SH ý mấy trăm triệu. Rồi SH này SH mod này thắng ABS bản cao cấp bản số Bình Dương phiên bản đặc biệt màu xám, xám bạc xám mờ. Chính chủ ha, anh chị này chính chủ ủy quyền cho mình rồi, hai chìa khóa, hai anh chị cầm kết hôn đầy đủ ra công chứng ủy quyền cho mình rồi. Kiến rồi đầy đủ hết, hai cây nước sơn là nguyên hết. Xe anh chị còn đi rất là kỹ, chưa có thấy trầy trụi gì hết.
giá chỉ có 50.500.000, giá mềm. Có trao đổi xe và trả góp, nếu mình thiếu thì có thể nhờ hỗ trợ ngân hàng ha. Đây, cái ad 2020 mà kinh hàng nhập Indo, giá chỉ có 20.800.000 thôi. Em này đi nước ngoài đây, có căn cước chính chủ em nói luôn, người thân em nó bán cho mình. Có giò đạp 2008, đèn led 2020 Merkin hàng nhập Indo, bánh mâm xanh. Chiếc này rẻ hơn, chiếc này đèn thường một bóng, này đèn led khác. Hai chú anh chị thấy cái khác liền ha. Xe này dán keo trùm nguyên một chiếc, này là 2018, 18.800.000. Này dán keo trùm cũng nguyên riêng, máy móc nguyên riêng hết. Em trai này em thích dán keo trùm đen. Đó. Chính chủ qua công chứng luôn nha. Này chính chủ qua công chứng. Cái này cũng chính chủ mà chắc phải thêm phí mới công chứng được. Lại trả cho em nó nghỉ làm này kia. Này đời 2016 á. 15.500.000 là còn 15.400.000. Bên. 15.400.000. Xe máy móc nguyên rin ha. Máy rin hết. Đèn lông sạch sẽ. Sonic 2020. Rin hết, máy móc nguyên rin, đèn lông đẹp hết. Chính chủ bao công chứng. 23.800.000, 23.900.000 là còn 23.800.000. Đẹp. Rin. Exciter 2014, 13-14. Này xe này có rớt đầu mà máy còn êm. Cái này là giấy tờ hợp lệ 11.800.000. Winner X này là 2 thắng ABS bản cao cấp, giấy củ chi chính chủ bao công chứng, thắng ABS này, thắng ABS nha cô chú anh chị, mắc hơn cái thắng thường nha. Đó. Máy móc là nguyên viên hết. Hai chục triệu tám trăm ngàn. Rồi chiếc này cũng thắng ABS luôn. Winner X cũng giống chiếc đó. Này coi, cái này là bản số 62 Long An, cũng chính chủ bao công chứng nha. Này 19.400.000. Máy móc cũng riêng, chưa rớt đầu. Jupiter đời 2015, phun xăng, chính chủ bao công chứng, 11.500.000, giấy vũ chi chính chủ. BG1 hôm trước mình bán rồi, cái chú đó lớn tuổi, đi có mấy bữa chú lên đổi lại cái lùi á, nhỏ nhỏ chú nói chớp chân không tới. Vào tới nhà cho chú ở bên quận Bình Chánh. Chú chạy không được. Chú lên chú đổi lại cái Lupia, xe này mới lướt ha. Quá trời người mấy bữa trước mấy quá trời người kiếm xe này luôn. 29.900.000 là còn 29.800.000, này là giấy củ chi chính chủ, bản số 17540. Xe này thì chìa khóa đầy đủ hết, hai chìa, mới cáo 99%. Mua tháng 6 2024 mới mua. Màu xanh xám, xanh ấy. Lật lật màu dễ thương ghê. Có trao đổi xe, cô chú anh chị nào có xe nào đổi ha, xe này mới cáo luôn á, không có một lỗi lầm. Rồi chiếc chia này là hàng nhập Indo 2019, máy móc nguyên zin hết, chính chủ bao công chứng với củ chi chính chủ 22.800.000. Xe zin hết nha. Được cái xe rất là chắc. 22.800.000. Giấy củ chi chính chủ bao công chứng, cái này là giấy Tây Ninh 70. Chiếc này 70 ạt 150 là 2016. Cô lớn tuổi xuống đổi xe với mình, cô chỉ đem theo căn cước công dân của con cô thôi, con cô mất đi làm. Giấy photo cái căn cước là thôi, máy là nguyên zin hết, 15.400.000. Là 2016, giấy 70 Tây Ninh. Gọi dầu chính chủ ha. Muốn thì mình cho số điện thoại tự đi sang tên. Bởi vì người ta ở Gò Dầu xuống cũng xa. Quay Alpha này là Quay Alpha 2011, giấy củ chi chính chủ riêng chưa rất đầu, một đời chủ mua mới là 2011, 9.400.000. Future 2013, 2012, 2013 đó, màu đen. Đây Vision 2019, ổ khóa thông minh xe máy cây lít 2019, ổ khóa thông minh xe máy cây luôn. Honda Blade mình mới đổi xe, cái này có 6.000.000 bán 5.900.000 thôi. Máy Imru, bánh mâm Racing Boy, không có cái thân cục đĩa trước thôi nha. Này giá rẻ, mình mới đổi xe bán rẻ của chú anh chị, máy Imru nha. Chiếc lít 22.600.000 là còn 22.500.000. Này ổ khóa thông minh xe máy cây, bản số 61 Bình Dương, chính chủ bao công chứng, máy móc nguyên zin hết.
màu xám, màu hột gà, màu vàng hột gà. Hai chiếc màu hột gà hết. Này thời 2019, giấy thành phố, chính chủ 3 công chứng, 22.800. Ổ khóa thông minh ha. Đi hai mấy ngàn, pin hết tất cả. Future này là Future 2012, phun xăng FI. Rất là liền lạc, sạch sẽ, đẹp. Giấy thành phố, chính chủ, ủy quyền cho mình rồi. Còn chú đứng tên, có xác nhận độc thân của phường luôn. 13.500.000 13.500.000 13.6 là còn 13 năm. Đem đi hết. Chiếc của anh Pha nè, 2011. Chính chủ luôn á. Máy là riêng. Ê, để mình nhớ lại ta. Quên, không biết chưa coi bắt đầu ha. Không biết bắt đầu chưa, nhưng mà thấy máy im lắm. 9.5 triệu là còn 9.4 triệu, thêm cái phụ inox đó, cái phụ rin của nó luôn. Bô dĩ bô 2011, quen pha 100, máy im. Chiếc lít 2013-14 là 125. Xe này máy rin hết. Một chủ mua mới, em gái này ở gần đây, mà xuống quê gốc ở quận 4 C. Một đời chủ nha, cà vẹt bự á. Rin hết, xe đi mấy chục ngàn mà còn rất là ok, rất là xe có bộ cải inox. Có 16.900.000 16.900.000. Có bộ cải inox nhìn cứng cáp ghê luôn, bán giá cũng mềm. Này phải bán 18-19 cũng được. Cái Vision 2024 mới mua hồi chiều, chưa lấy cà vẹt nữa. 324 gì này, xe mới to này. Xe đi 3.000 cây. 29.400.000 cô chú anh chị, thấy mới quá. Mua đổi xe cho cô chú anh chị. Ốc hộp bánh nó chưa có dấu mở luôn. Vỏ dính cát, vỏ mới to nè. Đẩy qua đường dính cát, mới rửa, xịt nước. Cái Sonic, Sonic này cũng rin hết, máy chưa rớt đầu nha. Này 23.500.000, 69 Cà Mau, chính chủ. Máy móc đẹp, 23.500.000, Sonic nhập Indo. Honda phun xăng FI. Rồi con Edge này 2014. Ê không phải, lốc này không phải 2014, lốc này lốc xám. Tem vàng áo lên 2014 chứ lốc xám này khoảng 2011-2012. Mà máy rin, giấy Củ Chi chính chủ chưa rớt đầu, 3 công chứng. Số quận 8 nhưng mà chuyển cho Củ Chi rồi. Chuyển về đây cũng mấy năm rồi. 13.400.000, giấy ở gần đây, ở xã Trung Lập Hạ. Giấy Củ Chi ha. Lúc trước quy định là sang tên là không đổi bản số, trong thành phố là không đổi bản số. Nhưng mà bây giờ là sang tên phải đổi bản số hết. Bây giờ mình sang tên là đổi bản số nha. 13.400.000, máy rin, máy im đó. Giá này cũng mềm, nếu bán 14-15 cũng được. Thôi lời mỏng thôi ha. Chiếc này cũng máy rin nè, chưa rất đầu, đời 2010, chưa lấy cà vẹt luôn. Nãy mới lấy nãy, khoảng đời 2015-16-17 gì cũng không biết nữa. Nhưng mà 150, giấy thành phố, giấy tờ hợp lệ, 15.500.000 là còn 15.400.000, 15.400.000. Đó, chưa rửa luôn, còn dơ ha cô chú anh chị. Bây giờ có mấy ông anh đang chờ mình bển cuối tuần ha. Ngày cuối tuần họp mặt chút xíu. Và bây giờ mấy ông cũng chờ có mình tội thôi, mình cũng không dám để mấy ông chờ lâu, mấy anh chờ lâu. Rồi, Kim Đồng cũng xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị rất nhiều, đã luôn luôn tin tưởng Kim Đồng và đồng hành Kim Đồng suốt thời gian qua. Rất nhiều cô chú anh chị lặn lội đường xá xa xôi đến Kim Đồng. Kim Đồng cũng không biết nói gì hơn, cũng xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Đã giúp cho Kim Đồng có một cái miếng cơm, manh áo ha. Thì Kim Đồng cũng không biết, cũng xin kính chúc cho tất cả đại gia đình của mình ở bên quê hương Việt Nam luôn luôn được dồi dào sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại ngày mai thứ bảy ngày 12 tháng 10 2024.